Dòm dòm dưới chân nha, tại vì ở đây bật thưa á. Dạ. Bước lên. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Anh đừng đứng meo quá nha. Dạ. Không, này là mẫu hậu không nè. Rồi chưa, rồi chưa, rồi chưa. Cái này luôn, cái này luôn. Dạ, cổ thạch là toàn là đá cũ không? Mà hỏi có ai muốn đá đem về không? Dạ không, cái đá kia khác. Dạ, đá kia đi dưới biển khác. Đá này ginh về xỉu quá. Hay lên đâu vậy? Nhắm ginh nổi không? Đi bà con ơi, sao đứng dòm hoài vậy? Nhắm nhắm mình đi theo trong cái nhóm của mình. Cái chỗ này đẹp nè, chỗ đứng chỗ này là chụp đẹp lắm. Em chị Tí nè, bây giờ chưa nè. Đứng ở đây đẹp. Rồi đi gán tới mà điện Phật Di Lặc bà con. Chỗ cao nhất của đồi. Ở đây cái tảng đá này của Bổn Sư Thích Ca cũng là cao nhất trên đây, nhưng mà cái chỗ mà cái tượng đá cao nhất, tượng trên bổn đá cao nhất đằng kia. Đây nè, dân. Cái này là sim nè bà con, tới khi mà vừa vô mùa hè á là nó nở nguyên chỗ này là màu tím. Dạ, đồi tím qua sim. Dạ. Dạ không, sim này khác. Quảng Nam á. À vậy hả? Ờ, thì cái loại sim này cũng loại sim rừng rồi đó mà. Sim rừng. Ờ, sim rừng. Sim nó tới 4 loại sim lận. Dạ. Nó cái nhỏ 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 mà. Dạ. Rồi đi qua đây bà con ơi. Không, cái sim này trái ăn được. Sim này nhỏ quá. Không, sim này trái khác. Sim này sim bông. Dạ khác, sim mần rượu là sim của Phú Quốc, nó khác. Sim mần ăn sử dụng trái, bông không đẹp. Cái này là sim quang, sim rừng á. Thấy ổng cười chưa? Thấy cười đẹp tươi không? Lúc nào cũng phải như ổng vậy cho sướng nha. Nó sao ông Phật Di Lặc mà ông cười tiếng nộ ta? Dạ.
ở trong tay vô cái gì. Dạ, lên chưa? Nó lên rồi đó mà tại mây sao tận 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 người ta mình không thấy mặt trời. Dạ. Dạ không, thường thường là từ từ ở dưới biển là hận lên là mình thấy nguyên mặt trời luôn. Bữa nay mới hừng đông mà bà này bắt đầu coi mà hoàng hôn thành ra ẩm trốn luôn. Hay là thấy mày dẻo quá rồi ống núp luôn. Không dạ. Ông lên là ống nắng rồi. Rồi có ai đi muốn chinh phục được thì lên cứ lên trên đó nha, có đường lên. Lên ôm bụng ông Phật lấy hên. Mặt trời lúc lên kìa bà con ơi. Ló chứ lú họ nó đó. Bên đây còn rộng thênh thang nè. anh hai lần trước nè. Cô chị rằng lên qua đây luôn nè. Chị Đào. Dạ. đụng chạm tới người ta nữa. qua đây luôn. Anh tâm xích tới, À. Rồi. Xích qua đây luôn, xích qua đây. Dạ. Đó, ủa, cô Hồng chị Thắm qua đây. Rồi, bà con mình di chuyển nha. Di chuyển, đi tới ra. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Xương rồng là xương rồng của sa mạc khác, nó giống như tai thỏ nhưng không phải. Dạ nó đó. Dạ xương rồng này của sa mạc chứ không phải xương rồng thứ của mình. Dây chùm. Ô mặt trời lú lên kìa bà con, mặt trời. Đó. À, bạn thấy toàn là mấy người đẹp không hình ra ông trốn. Trời đứng chỗ này lấy mặt trời kìa, anh tập mặt trời lên. Giờ này tắm mới đã. Dạ, thì tranh thủ đi chứ giờ đấu là sao tắm mệt lắm. Bà con. Dạ không, này là tượng Phật nằm chứ không phải cốc. Cốc là trong à, cái góc hả? À. Nhiều người lớn trước mắt mình co đâu. Có con sử quyền đó chứ. Ngắm qua anh Đào mà qua anh Đào nó không chịu nở. Giờ đi bật xuống đó nha. Dạ đúng rồi. Đi ba chân như chị qua là chắc ăn nhất. Chưa chắc. Chưa chắc luôn nữa hả? Chưa chắc đâu ba. Đi yên tử ai than với chị qua không than thế nào. Từ từ đi tới. Cứ đi đi bà con ơi. Cứ đi. Nước,
cái đá nó nứt nứt. Đó mình rẽ tới trái nha chị Phượng, tới cuối cây tre vàng á, cây tre vàng đẳng á. À dạ. Đó, bà con mình ai muốn chụp cách đó. Này góc cạnh nào cũng đẹp chứ á. Còn mình coi như cái đá là có sẵn, dựa theo cái này là cái mình. Dạ. Rồi. Mình gọi là tùy cơ ứng biến á. Tùy cơ ứng biến. Coi như thấy cái na đấy, người ta làm theo cái cảnh đó, lấy là dựa theo cái cảnh đó mà làm á. Tiểu ta. Anh muốn vào xài đi, muốn vào xài muốn xong, muốn cho anh đi uống rượu, anh ngâm muốn lên chai ơi. Dạ, 200 này là tôi, này là tôi. Thôi thôi, hỏi đọc chưa, này giống hột sen. Dạ đúng rồi, thử đi. Cầm kèo anh muốn vào xài, muốn xong. Bao xe lưng ra đổ thế, hai mấy chục ký luôn mà lưng cũng phải cả.